Uống rất nam tính. Giống như tao này uống cà phê này. Lâu lâu có đi khách trong Thủ Đức không? Dạ không chị ạ. Vậy vậy quá à. Thế dạ hôm qua em đi coi cái thằng mà em đi chung với cái ông đó đi gần gần đây nè chị. Ý tao nói là có đi khách gần Thủ Đức thì dễ đây uống cốc cà phê. Dạ. Để tình cảm chị em nó đi lên. Trong khu chung cư của nhà chị Trang là toàn là mấy thằng body đẹp nữa. Đúng rồi. Đây này. Dạ, thằng Quyền ở trong đấy có thằng Quyền nó chung muốn luyện. Có thằng đây thằng ngày hôm trước em gặp này tập đấy thì tâm này này tập đấy thằng đó. Kinh thật, vào nhà tao bơi với có 2 ngày thôi mà nhìn được trai đẹp của tầng 9. Trời thần ơi không thể chịu nổi luôn. Chúng nó gửi kết bạn anh từ trước nhưng mà anh chưa gặp nó ngoài đời bao giờ. Ú là trời. Có thật vậy không hả mấy đứa ở chung cư Galaxy? Chúng mày ạt Facebook nó à? Mà nó kêu là chúng mày ạt Facebook nó từ trước, nó chưa đồng ý, giờ nhìn thấy ngoài đời đồng ý. Mày cứ để cho mọi người bà. Em đang bốc phét mà cùng chị bị cho lên live stream mày chết. Chào anh Bạch Huston. Dạ anh uống gì? Dạ anh uống cà phê gì? Dạ giống vậy luôn nè. Thật ra ai gửi lời mời kết bạn là em cũng đồng ý vội. Đây là Vũ. Thời trang phang thời tiết. Trời nóng lòi lồn nữa mà cái quần. Hôm em bằng này chuẩn bị đi ra sân bay về Hà Nội. Giống tôi này. Đấy là fashion airport đó hả? Ừ. Thời trang sân bay nha các bạn. Em đã mặc mang quần dài chưa? À em về Đà Nẵng nhỉ? Ở đây đúng rồi đấy, hai chuyến khác nhau. Em về Đà Nẵng, anh Hà Nội mà. Hà Nội à. Ủa cái livestream chị đẹp thế. Mày đã check in xem mày có bị delay không kìa. Ừ, đúng rồi, phải gọi thế này. Gọi điện thoại. Lắm điện thoại lắm. Thế vòng bảy vòng mày cũng chạy cái giải 9 tháng 12 không để ạt vô. Ăn vặt Huston, bạn ấy kiểu dễ thương, kiểu nhẹ nhàng thôi chị Trang. Em ở bang Huston à. Em gái chị muốn xuất ngoại đó. Em gái chị muốn xuất ngoại đó em. Em có lấy vợ thiếp không? Bạn ấy nhẹ nhàng kiểu dễ thương. Chắc tao hổ vồ. Cái áo này là được bà bán đúng đâu. Em lấy trai thì bạn đấy là trai đây à. Em kèo dưới giống nó à. Em cũng là bottom à. Ăn vặt Huston kèo bottom. Sao xung quanh tao bottom không vậy trời. Chị Trang top mà. Chị Trang top mà. Phải rồi. Em Trang top. Anh Trang top. Nguyên một bài em top. Ê bot chứ. Trời ơi, đây, có vào được mắt đứa nào không? Em à, em là top à? Em muốn đứa nào đây ba bóng tầm? Đâu? Anh và Huston đây. Hương hoa nhài. Ở đây chỉ có người này có chồng rồi thôi. Người này có chồng đang đi Sapa thôi. Con. Đó. Cái gì? Bé đeo kính được không được? Bé này không được, bé này có chồng rồi. Bé này có chồng chuẩn bị đám cưới rồi em ơi, thôi sang đây đi. Đeo tạm đi nào. Đây 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 đây. Rồi. Không nhìn gì luôn, đeo tạm được chưa? Đeo kính cũng được. Đây 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 đây. Còn bên này, tại con mà chị có thể cận nặng thế này nhỉ? Vin Vũ ơi, bọn chị nhớ em. Không nhìn gì luôn đấy. Chị cận nặng mà. Thì mẹ bán con bóp An Giang ở à, con bóp tầm An Giang ở lâu quá. Gắn đầu tư thêm đi má ơi. Má suốt ngày lấy chim hoài. Chị ơi chị mổ chứ ở đâu đấy chị? Bàn chân là chị. Đỡ không chị? Cái gì? Bao hôm mà chị vào? Vòng thuốc là da trắng lên đúng không? Chả hiểu. Đẹp da. Tự dưng mà đẹp da bà. Đúng rồi, giải độc mà. Chúng ta thi ông nhiều. Ở đây có gì ăn bà?
chắc ở đây uống gì đâu anh. Order thì thiếu gì, order rác thiếu gì, món gì cũng có. Bọn tôi nghĩ lang thang nè, bọn tôi về không động cô khàng. Thôi lâu ngày gặp lại không gì. Em ra rồi, em tối nay em về luôn. Chính vì tối nay về. Tối nay về thì làm chị đấy. Chạy, em đúng, mấy chục luôn, chạy mấy chục đứa luôn. Bọn em xuống đây thăm chị vì là mai chúng ta về. Và chị em bắt đầu chụp hình sống ảo này. Nói mới nhớ từ ngày nào chưa selfie với bà Trang, cô nào nhé. Chụp hình chung nhé. Ê, sao bà già dạy bà xinh ấy nhỉ? Xinh xuân. Bà chủ thầu chụp em tấm hình cho bà chủ thầu. Chủ thầu đủ. Chủ vừa cà phê. Ghê luôn mà 4kg đó. Dạ chủ thầu của em dạ, 5 phút quảng cáo đã gì? Ai đang kinh doanh mua bán? Ai đang thiếu tình duyên? Trời ơi, quá kể nghe. Đến gì? Có một cái thằng cha già, cái thằng cha đó. Là thằng cha già đó. Nít à, nít kéo hay là gì không biết. Bay hay Việt? Việt Nam. Đi vô cái kết bạn Facebook. Xong rồi tao không có kết bạn. Cái vô nhắn tin ở Messenger. Em ơi, cho anh hỏi Vinzy này bao nhiêu, chắc tưởng dễ ăn ngoại lắm, chắc tưởng ngoại mê trai hay gì á. Cái xong rồi cái mình mới nói chứ ủa anh mua anh tỉnh viên nào, cái lấy cái viên mà chị gieo duyên á gửi qua. Cái a chị mới nói à viên này em đang gieo duyên có 2.7 triệu thôi, em có viên nào 100 triệu không? Trời ơi, mình nghe nói trời ơi rồi. Chắc tưởng dễ ăn của ngoại lắm hay sao chị ấy. Không nói em chụp viên này em gửi qua cho chị gửi viên nào viên này nè chị. Viên chèo xôi nước nè. Em chụp viên này nè gửi qua cho chị gửi qua cho ông. Mình nói chứ, nói cho anh nghe nè, vài trăm triệu mà vài 1 tỷ hơn viên cũng có, anh muốn mua viên nào? À, em cho anh xem viên 100 triệu 200-300 triệu cái mình mắc cười nha. Mình nói trong bụng mình nói chắc là nghĩ chắc là ngoại thích trai hay sao, ngoại đâu biết ngoại ô môi. Ồ, má đưa ra hột le. Trời. Cái đến khi biết bạn chung với ai không? Trang ở Hà Nội á. Trang bạn em á. Chị mới chụp cái màn hình, chị mới gửi cho con Trang. Xong rồi cái nó mới nhớ vô nhắn chị là em ơi, cho anh làm quen với em được không? Nhảy giống mồi mắc cười. Không, tại cũng đó là cho làm quen được không thì chị chụp cũng đĩ đạt thì gửi qua cho nó. Có được rồi bạn không? Cuối cùng chị nói ủa Trang ơi, này bạn em hả Trang? Cái nói Trang không có chị ơi, vô hỏi nước hoa 10 chai luôn. Em tư vấn đủ 10 chai, không mua chai nào. Ai? Cái thằng cha đó. Thôi dạ thôi nha. Sao chị có ăn luôn trả dư ở quán? Xin lỗi anh nha, cho em block anh và cho em báo cáo anh luôn. Anh xin phép đưa anh ra đảo. Không, cho, đảo cho không những ra đảo còn cho anh bà phạt. Chế độ báo cáo gọi là... là lừa đảo và tưởng chắc là vô chắc là mấy chị này chắc là thích trai lắm hay gì. Dạ, tôi ngày nào cũng có mười mấy thằng vào cơ bắp cuồn cuộn vào hi em bức hình này em chụp ở đâu vậy? Ừ đó 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 đấy em này. Tao tao nhắn là đéo biết. Xong em là đi mà check in em cũng thấy à, sao mà còn hỏi. À em mua 4 tờ của 2 đài mà trúng hết trơn luôn, không có ai đủ trình hết trơn. Em tin vào năng lượng. Thế hôm nay mày mua một cái viên nào mày đi, mày mua viên gì nào đi mày để trúng phát cho tao coi. Không bao nhiêu người thỉnh viên gì đó, bởi chị đâu có bán lung tung đâu. Không chị đợi em xíu nha, mày chủ thầu giả bộ bà bưng cái khay xuống đây ôm chụp hình quảng cáo rồi má. Nắng quá. Đi vô trong nhà kìa, vô trong phòng. Thôi diễn xíu đi chị, xíu đi. Ngồi nói chuyện tí đi. Mà bà Hà bà kỳ lắm nha. Khi bà xem gì mà đéo tác tao vô đâu. Đi mày, bà bán cái chuỗi gì mà em không, chị mở mắt ra mà chị thấy bà bán 5.5 triệu. Muốn xỉu rồi. Chị muốn đột quỵ. Vì chị đã chuyển khoản cho bà là 32 triệu hoặc 37 triệu. Một là 32 hay 37. 32 triệu. Hai sợi gì y chang như vậy. 12 triệu trời. Chị mua cho mẹ chồng chị và mẹ ruột chị. Và khi mà chị đầu má vừa mở mắt ra. Vậy tôi biết chị Hà bả thương em hút má. Ê, coi người ta mở mắt dậy mới có 17 phút, tao thấy
gieo duyên làm từ thiện thỉnh chuỗi 108 viên di cái gì gì dài dài lắm. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi đâu má, tao vừa bấm vào xe tao nhắn tin còn không chị, hết rồi. Ồ, người ta nói. Trời ơi, khách nhưng lại nhiều khách, người ta canh đó. Chứ có con bé bên Đài Loan cho suốt ngày, chị ơi, em cứ canh chị gieo duyên không à. Mà cái duyên cái đào đó, mua cái đó, mà buồn muốn chết luôn. Con nhỏ kia tại vì em mặt, không chụp. Đấy, 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 đấy là gì? Người nhà, người thân đầy đủ mà không bao giờ săn sale được. Nhưng mà tao khác nha, tao bán túi cho bà Hà. Tao canh đúng sale. Và hoặc là tao chưa sale mà bà thích à, là thích đây. Mẹ mẹ tao ghét đây. Mì ơi tao. Sóc Trăng Hàn 2. Ồ má này. Cái này, cái này, cái này đó đó. Rồi còn những cái bà đi cho ở đâu đây cái này? Bà mua nhà tao không? Có nghĩa là tao sẽ phải canh là bà thích cái nào. Bà cười ra nước mắt luôn mà kìa chị. Không. Có nghĩa là tao canh bà thích cái túi nào là tao chủ động sale đến giá đấy luôn. Ồ má tao nói. Ủa đâu có biết lúc nào mày mua đúng không? Trời. Sale nói chung là nhiều khách cũng tội lắm. Nói chung là trước khi chị đăng một cái sờ tay tút chị sale thì chị chụp hình Trang ơi hôm nay chị sale cái này em có thỉnh không thì để chị biết. Ủa vậy á, tội nghiệp khách khác, người ta không đủ tiền người ta mua đúng không, rồi á cái người ta cứ nhắn tin chị ơi khi nào mà sale chị nhớ lại báo với em nha, giao duyên cho em với, tại vì em rất là thích thỉnh đi bên chị nhưng mà em không có đủ tiền đó, mình có tội nghiệp sale rồi đó, coi như là sale coi như là mất. Đấy bà hỏi chúng nó xem có phải trước khi xuống đến đây tôi định mang theo bình trà giảm cân đúng không, và tôi nói rằng là thôi xuống ủng hộ chị mình chưa nắng, mình bởi bình trà nhà bán cho ly cà phê nữa đây này này này, cho vào đây luôn cho đỡ tốn nước rửa bát đã đủ mà, chưa nắng bà chuẩn bị bà ngủ, mình xuống đây mình uống cà phê các bà hiểu không, định mang theo bình trà giảm cân nhưng mà đấy mình cũng biết điều ý tứ mình đến quán người ta. Trời mẹ thần thiên địa. Mà cái sợi gì 5 triệu rưỡi tao đúng tức luôn. Có nghĩa là sợi đấy là mẹ chị, mẹ ruột chị một sợi, mẹ chồng chị một sợi mà Louis rất thích sợi đấy. Tao định thỉnh sợi đấy cho Louis về để Louis đeo. U là trời. Hết rồi em ơi. Giải rồi. Trời nhưng vua điên dầu bệnh hoạn. Hôm nay bán xe trái cây đẩy cái cửa luôn này. Trái cây à. Đùa chứ cái áo này là bà Phan ăn bún đậu cái đây 7 năm mua tặng tôi lúc tôi vừa đẻ con kiến. Đẻ con kiến đâu được 8-9 tháng. Con bé ăn bún đậu nó đến quán nó mặc cái áo này. Cười đẹp lắm, lúc ấy là mình có 53 cân. À 58 cân. Thế là mình bảo em ơi mua cái áo này đâu, thế là đi ăn bún đậu nó tặng cho tôi cái áo này. Lúc ấy tôi 58 cân mà nhớ tóc tôi dài dài, tôi tiêm filler. Là thời điểm chồng tôi bảo tôi đẹp nhất đấy các bạn. Chồng tôi bảo tôi đẹp nhất cái thời điểm là tôi mặc tôi tiêm filler. Cầm dài, mũi dài các bạn. Trời ơi, ta nói. Em chào chị Nhung Vũ, chị Nhân Thủ Hoàng kìa. Phát rồ, phát dạc đấy chị ạ. Bà chưa nghe câu chuyện Louis nhầm chuyến bay à? Mất mấy ngàn thêm, mấy ngàn lúc về mới. À, đã đặt cái ngày về. Xong bố AM PM. Mùng 10 với 11 AM PM, tôi đâu có biết. Tôi hỏi là anh về AM PM. Trời, tôi khổ lắm. Tối ngày 10. Em chào mấy chị Hằng Phạm. Tối ngày 10. Đi ăn ốc. Một chầu ốc 1.426.000. Ôi trời ơi, sao lại vỡ cái gì này? Em đặt vé cho thằng Đạt thì nó kêu là chị ơi, em đặt. Tại vì Louis về mùng 5 không? Với vùng 5 về mùng 10. Thì về mùng 10 thì em mới bảo nó là thế thì mày vô đi. Thế là nó bảo là chị đặt vé cho em mùng 7 vô thì không. Mùng 7 thì bọn chị đem đi gia đình. Nên là thôi em để mùng 8 vô với thằng Đạt. À với thằng Như Vũ. Trời. Là định là 8-12. Tại vì nó về đi làm 4 ngày. Bởi vì 4 ngày nữa em đi Hà Nội. Em cả nói đi Hà Nội nữa. Trước là mình có lập 10 tay là xuống nhà mình đi mình đó. 8-12 thì mới bảo là thôi mày vào 8-12 đi mùng 10 Louis về thì mùng 10-12 là chị em mình chơi đấy. Mắt kính đang đeo có bán chị và đêm thì em cứ đinh là ngày 10 là mắt kính đang đeo có bán đấy chị, tới cái lúc ăn ốc thì em tới quán ốc em bảo là ủa chứ không phải hôm nay em bay về à, không mai mới bay, vẫn hồn nhiên bảo là mai mới bay,
xong tối về nằm ôm răng ngủ xong tới sáng 5 giờ sáng. 5 rưỡi sáng gọi tôi. Em ơi, em hình như anh chạy chuyến bay em ạ. À. Quá ơi. Ôi, ngủ nó uống đi. À, bay đi Hà Nội hay là bay đi Hà Nội? Ôi, chị ơi, biết gì sướng không này? Một chuyến mà em mất thêm 20 mấy triệu. Tỷ giống của Ronaldo với mức giá 60 triệu USD, đây là một trong những chung cư cá nhân lớn nhất, nhanh nhất và đẹp nhất có thể mua được. Khi nào mày bảo Mitzi đi cho chị em mình đi ké, cầm túi trong đầu, mày gọi Mitzi bảo đi, chị Trang bảo là khi nào mày đi, cái chuyên cơ 1.400 tỷ giới thiệu cho tao, chị Trang đi làm trợ lý. Đéo đi ăn chơi mình, đéo cho chị em chơi cùng. Thế, Mitzi em gái anh. Em gái nó. Và cái manh 7 tuổi cơ. Đẹp quá. Đây là một trong những chung cư cá nhân lớn nhất, nhanh nhất và đẹp nhất có thể mua được bằng tiền. Đây là một trong hai chiếc chung cư của bạn mình. Trước này cũng giống của Ronaldo mới mua trong năm nay. Đã bảo rồi, đi thì bảo cho Vũ với cha một con make up với một con quản lý đi cùng. Mày bảo Mitzi thế. Mitzi về chưa? Thì em được xem là mới về. Vẫn thấy quay ở Trung Quốc nhiều lắm. Mày bảo là mua mấy cái màn thầu Trung Quốc về chị Trang làm quà đi, mấy với chị Trang ra Hà Nội. Làm rất là đồng nó. Đấy má, là em nói bảo bây giờ là bắt đầu. Quay mai bảo lên Hà Nội đấy. À mai bảo lên Sài Gòn không? Mai lên, đi học giờ vi dĩ lên là chị. Dạ. Ờ. Ồ, đi học ao hả? Người ta dám làm không là mỗi sao đâu mà. Vậy cho em xin dây ngủ với anh chị nha. Ví dụ dây ra sắp đồ, ủi đồ. Mày xin con chi, mày xin gì tao? Mày xin mày chi, mày xin gì? Cách đây chứ cũng một tuần lễ về trước á. Em lướt phay chắc cũng 12 giờ khuya. Em cái phim mà công tử Bạc Liêu nó cắt tin đó. Tôi hù bà trai. Chưa, chồng chị chưa về. Chồng bà trai bỏ ngạc nhiên chứ. Nào lập tim đánh cầu lông nào. Ủa vậy là Vũ em vô mấy ngày Vũ? Em vào từ hôm từ mấy nhỉ? Đầu tuần. Không phải. Không phải. Đúng rồi, bọn em đi tại vì thằng Đạt phải đi về Hà Nội nên làm 4 ngày rồi bọn em sẽ gặp nhau tại gặp nhau giữa trời thu Hà Nội. Khăn quảng mất trong nắng vàng tươi. Em quá tỉnh rồi, em vào từ hôm mùng 7 em dành cả ngày em đấy để ngủ. Mất em. Em ngủ đến tận đến tận mùng 8 luôn. Em bắt đầu đi chơi. Có đi Hà Nội thì này đi đâu ạ? À? Có đi đâu đâu, đi ăn nồi lẩu. Đi ăn nồi lẩu lòng, gầu bò trần, lẩu ếch, lẩu gà tiệm nước tiềm. Chỉ đi ăn thôi chị ạ. Đi ra Hà Nội có làm gì đâu, ăn bánh giò, ăn nộm bò khô, phi lên Hòa Bình, ăn nồi lẩu, riêu cua, bắp bò, gà đồng, chạy bộ. Bây giờ không phải làm gì cả các bạn, mà là chỉ có đi ăn đi chơi thôi. Tôi bây giờ chỉ cần gặp ai đi ăn đi chơi rồi tôi đi liền. Hết mẹ lúa rồi. Bây giờ chị muốn đi đâu để em lập team đi luôn? Đi à, nuôi em mình đi spa. Đừng đi vào đúng luôn em. Mình đông lắm, mình sẽ đi. Đi về thằng ngày vừa mới đi tháng 10, 20 về. Không được. Noel là 24 tháng 12. Nhà em gần đám cưới, đám hỏi 28 nhà em đám cưới. À thôi, chúng mình quyết định đi về đám cưới đúng nhà rồi. Thằng Đạt đi. Đi Huế. Đi Huế. Rồi, chúng mình mặc đồ cung đình. Bây giờ ngày 28, ngày 30 tháng 12. 30 tháng 12. Nhà Nam nhà em. Mình mọi người sẽ về ăn cưới một ngày 30 tháng 12 xong mùng 1 Tết Tây mọi người đi vào phần nội thành Huế. Mọi người về áo dài, mọi người đi chụp hình cung đình Huế. Mũ nào của chồng, mũ của tôi, nhà tôi bán đi. Bây giờ đặt chắc tầm khoảng 150 à. Không, bây giờ là phải bay mà đi cái đuôi rất rẻ nha. Đi đâu? Huế. Thẳng Huế. Mình bay thẳng Huế. Đi đám cưới. Mình đi xe vô nhà của Huế. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đi ăn cưới ông Dung mà. Đó, đi Huế rồi này. Huế thằng thứ 3. Huế thằng thứ 3 nhìn nó. Trai em. Mỗi tôi Đạt chưa được cưới đấy mọi rồi. Người ạ. À. Không, thằng ở Nhật, thằng đấy là thằng sinh năm 2000, đã có con, có vợ. Lần này về chị sẽ gặp được cả nhà em luôn. Ờ, à, mình đi lần này đi. Chốt deal chưa để đặt vé? Linh sẽ nhập team, thằng này bay từ Hà Nội. Mày gọi thêm ai không? Đặt nhập tiền mà nữa không? Đặt vé thì giờ rẻ lắm. Đi vào mình ăn thôi à? Đi làm hương đủ các kiểu.
chụp. Nhưng mà mày làm sao mà được cái cánh đi vậy cho mọi người xem cánh ấy, mở cái. À đúng rồi thì đi, mày nó mua cái cánh bác ạ. Cái cánh to đẹp lắm. Đây. Đẹp lắm chị. Chị để chụp hình vào ngày Medical Zit mệt. Ồ má tao nói. Đây. Đưa đây. Đó. Đây thằng Vũ nó đã đặt cái cánh này rồi. Để nó mặc nó đi lại trong đại nội kinh thành Huế. Giới thiệu cả nhà này. Như Vu Căng Chỉ một bộ áo dài trắng và đội nón. Như Vu Căng Chỉ chuẩn bị dấn thân sang con đường bán quần áo và ta chắc chắn em hãy tiếp cận khách hàng tiềm năng. Khách hàng của chúng ta tiềm năng đầu tiên là Tâm Linh Đá Gì, một cô gái vàng trong làng mua sắm. Một ngày cô có khoảng 2 đơn đến 4 đơn. Nhìn vào cái hình nền đây là skill của. Và đây là gu của chủ shop. Cưỡi ngựa trên đồi hoang. Rất thích cưỡi ngựa trên đồi hoang. Nếu các bạn muốn trẻ, căng chỉ gặp Như Vũ đó, và muốn mua quần áo đẹp thì chỉ cỡ khoảng 10 ngày nữa là Như Vũ sẽ về rất nhiều bộ sưu tập. BDO môi vào thì là quá đẹp rồi. Nhưng mà riêng về nữ, mà nữ phá cách và cực dâm như Tâm Linh Đá Gì. Anh ạ. Đó là Như Vũ chuẩn bị rồi. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị đón chờ đứa con tinh thần của em gái tôi. Nó bán quần áo mặc rất chất nha. Em sẽ đặt cả bên Trung, cả đồ thiết kế cả Trung Quốc cả thế. Nhưng mà đồ độc. Nói chung là cái gu. Đúng rồi, gu của em. Cái gu của nó là nó có cái áo sơ mi cực đẹp. Tôi đã đặt một cái rồi đó. Tôi đã đặt một chiếc rồi. Cho bà nhòm đi. Nếu bà có lấy được có biết đặt liền không về trấn của tao. Có chị đặt cặp cánh nữa đây. Chị ơi, chị cầm cánh đi. Chị ơi, biết sao? Từ em nghĩ chỉ có cái cánh chứ đi đây thì mẹ mày quá chị hot luôn. Thôi mình nên cầm cánh thôi, mọi người cũng đeo được mà. Ừ. Lần lượt. Hay là chúng mình chuyển xe khách đặt vào trong hộp, đem vào đây, rồi em sẽ xuống đây mặc bộ bikini. Mặc bộ bikini lòi mỡ bụng, đeo cặp cánh Victoria Secret. Phiên bản mang bầu. Nhà em ở Huế không? Để anh gửi chuyển phát nhanh vào nhà em. Cái cánh đấy. Gửi cặp cánh vào Huế. Cặp cánh vào Huế chứ cơ má. Ơ tại sao người gửi? Em đi, em đóng vào cái hộp. Em đi em gửi hành lý. Ký gửi. Phiên bản là phiên bản khổng lồ thoải mái. Bằng, đúng rồi. Bằng cái thùng ấy đây. Bằng cái thùng đánh gốp đây bình thường. Cho mọi người làm thương hàng được và tôi đem hồi. Ê, tịp mày cho mình hot tiktoker đấy. Đeo cánh, đeo cánh mặc áo dài. Đeo cánh mặc áo dài. Đi bộ trong đại nội. Chúng ta phải làm cái gì để hot hơn chúng nó được. Cô Long ơi, chị đâu có thấy Zalo khác. Chưa ai làm thế đúng không? Em mua gì em nhắn vào cái Facebook đang live stream dùm chị. Cái này này mặc ở bên trong áo blazer cũng được mà. Đấy đi mày đấy. Đấy đi mày cái gì mà nói cái gì mà nói cái gì. Đặt chị cái này đi thấy chưa. Em định mặc cái này này, thật ra đồ nữ nhưng mà em nghĩ vẫn mặc được, nam vẫn mặc được. Đó. Đây là cách bán đồ của Như Vũ nha. Má có màu đen không? Có cả size chứ chị. Chờ, người chị cao khoảng 1m58 nhá. Tôi gốc 20 phân nữa. Chị toàn đi dâm nào. Chị Hà ấy đi dâm giống tao nè, chiếc trăm chửi trên top top. Ồ, má tao nào. Ê Vũ ơi, cái mẫu áo đấy mày tao đề nghị là mày đặt nhiều nha Vũ nha. Chứ đủ mẹ tao mặc xong người ta hỏi đều có hàng đủ má mấy con khác bán luôn. Thích cái áo đấy. Ủa rồi cuối cùng cái miền Tây là cancel phải không? Cancel từ còn đâu bà. Bay về hai bà nữa. Hai má là bay về chị mày. Đợi tôi đi Hà Nội về đi rồi mình đi miền Tây. Thì tôi gọi thêm một vài điều nữa. Bây giờ đang cái rừng tràm trà sư rất là đẹp. Rất là buồn. À đấy, rừng tràm trà sư đó chị là chỗ quay tắt đường Quân Nam đó. Thế ngày nào là mày bên kia mày ao? 30/11 đúng không? Thì đặt cái mẹ váy đầu tháng 12 vào đây rồi vòng váy đi đám cưới. Ừ, làm đồn gì? Mẹ nó vô đây ở chứ rồi. Nói, trời ơi, câu này hồi nãy em cũng mới nói đạt quá. Cho nó tiền. Vô đây đi làm sư phạm tiếng Anh cho con Quách Kiến Kiến à? Kiến. Vào chơi một nửa tháng rồi chụp mình cùng về đi đám cưới. Em đặt cho chị size, chị mặc chị giấu quần đó, chị mặc quần sọc nha, kiểu nó mặc gì vậy đó. Size 8XL. 8XL. Ấy không, 3XL. Mày canh size mày đặt cho chị.
Có cái nhìn được sai của chị không? Váy à, chị đi tiệc đâu? Dạ không, cái đó mặc dạ. Em mới tưởng chị chuẩn bị hẹn hò ngày Noel. Đủ má, Noel năm nay đâu có người yêu đủ không má? Tao sẽ nguyền rủa những đứa năm nay có người yêu. Chị nói trong nhóm bạn bè thôi nha. Có người yêu mà đi chơi đủ má bảo bạn bảo bè. Tao rủa cho mưa từ đầu đến chân. Không, em cũng sẽ để cho thêm một câu. Để tao coi tụi mày hạnh phúc được bao lâu. Ồ, má tao nói. Tao đơn côi, tao không có ai nha. Dạ, chúng ta chuẩn bị ăn xin con xoài miễn phí. Ô mặn hơn chứ có... Nó trái rồi, bỏ ra nhiều lắm. Nó không ăn nữa, nó bụng hết. Này tóc mà sau một tháng á, nhuộm mấy những cái phần mà mình tẩy tẩy trắng ấy, lại vàng vàng ra rồi này. Cái này là tóc dài nè. Dạ, ý chị muốn gì ạ? Hỏi cho biết. Ý chị muốn là tóc dài tóc ngắn ạ? Ngắn đến đâu? Vậy. Nhưng mà chị biết không, cắt tóc ngang em không buộc được. Đến đây em buộc được rồi này. Chị biết không, em buộc được gọn hết vào. Mà ngắn hơn thì mày em buộc như chó dài trên này. Xòe 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 xòe. Để tóc ngang. Cả nhà bà em để tóc dài, tóc ngắn đẹp các bà ơi. Cái kiểu như vậy này nhưng mà cắt ngang lên tới má. Dễ thương. Dễ dài xấu. Nhìn nó không có đúng với phong cách của nó. Giống với bà madam á. Cái nét em nó cũng hiền lành rồi chị. Con người cũng đã đổi thay rồi. Cũng như Đạt đây. Chị Phan. Thay máu rồi chị. Không không chị, không không chị. Không phải chị. Con người này đã thay đổi rồi. Chúng ta đã mất em Đạt của ngày xưa rồi. Trời ơi, chị ơi, Đạt đang live stream chị đừng nói chị kỳ ta. Chị là chị mà. Khóc. Khóc. Buồn, người ta tắt máy rồi. Ai kêu mày cặp lung tung chị? Đâu đây là ngày xưa. Đấy là ngày xưa thôi. Trời ơi, đấy là quá khứ đã ngủ quên rồi. Bà nhớ làm con cặc gì nữa. À là cái thằng ở trên bữa mày đang đó hả? Ừ, yêu lắm. Yêu lắm hả? Em nói chứ em đã mất thằng Đạt ngày xưa rồi. Em hiện tại bây giờ chúng ta chỉ còn một con người còn nguyên bản chất. Đó là tiến sĩ Nhổ Đinh Lucado. Đang định cư tại Bến Tre, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thứ ba tuần sau Lucado sẽ lên. Chứ còn chúng ta đã mất Đạt rồi. Chỉ còn thân xác đây và tâm hồn tính cách đã bay đi theo mưa gió rồi. Đạt buông bỏ chấp niệm mà chị. Người ta buông bỏ những quá khứ rồi. Trời ơi. Đi sốc không chị? Hôm qua em sốc quá chị. Hôm qua thì nó buồn mà em trùng người xuống em sốc luôn. Em còn hết hồn nữa chị, em có gì trời. Em sốc mà em không đi uống cốc uống rượu luôn chị. Như vậy nè chị, cứ ngồi trong một ngồi trong hầm lặng lẽ rồi. Chị từ từ, không bao giờ có chuyện là thằng Đạt nó không nói chuyện nhé. Nó ngồi nó trầm ngâm. Hà Nội tình yêu 8-9 tháng nay đây. Không, chúng mình có chia tay đâu mà quên lại. Cũng bà nữa rồi đó. Chúng mình có chia tay đâu mà quên lại. Chỉ là giận nhau thôi chị ạ. Tại vì là quá khứ huy hoàng. Tin người ta không có tin tưởng là đúng thôi. Em là thằng đó em cũng sẽ không tin tưởng. Nên là đây là khoảng thời gian để mình chứng minh. Mà đúng rồi. Đúng mà em phải công nhận nha đủ. Mà em mất con em gái ngày xưa rồi. Trời, chị bụng hiu không ai, chị mở nhạc lên hát karaoke. Mà chị biết đâu, ví dụ như vào đây bình thường. Bên kia tắt máy rồi. Ốp rồi, giận rồi. Đâu có giận, mà người ta bởi vì khổ một nỗi là lần này nó vô là Luis về nên nó đâu ngủ phòng em được. Thế nên nó mới ngủ phòng thằng Đức em trai nó. Nên là thằng Đức nó về hôm qua lại nó cẩu sang nhà em rồi. Có nghĩa là đã phải xịt 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 lịch như vậy. Nhưng mà em không thể tin được là có những ngày em và Luis ở nhà ngủ từ 7 đến 8 giờ tối. Là nó về khách sạn nó nằm như con chó già ấy. Nó có đi chơi với ai đâu. Thế tự dưng mình là mất người em gái năm xưa rồi. Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Em nghĩ em kể chị kể chị Hà chắc chị Hà cũng giật mình. Không tin nổi. Không phải tin nổi đúng không chị? Mình mất người em gái năm xưa rồi. Chồng em đang đi bên nhà nội. Chồng em đang điểm sấm bên nhà nội. Với cả là mời các em, các dì, các chú, các cô đi ăn. Em có hai người em gái. Một người từ Đống Hà Quảng Trị đi vô, một người từ Hà Nội đi vô. Em ngoài đó lạnh chưa hổ? Lạnh rồi chị. Hai chị đi với em không? Đi Hà Nội với em không? 18 đi 21 về. Là 4 ngày, 5 ngày nữa mới đi đó. Lạnh đó. Mới đi. Tháng thứ mấy đi? Là 18 Trang đi là ngày bao nhiêu nhỉ? Đang lạnh đi chị đi chơi đi. Thứ 7 tuần sau. Thứ 7.
Đúng rồi, thế la về. Đi không? Rồi thì nữa, tôi là phải mát đang thời tiết lạnh đẹp lắm. Vậy mấy giờ đi? Bay sáng sớm. Bay sáng sớm để còn ra đi 20 tháng 11. Đi giờ ta. Còn ai đây? Dạ chị. Chờ đâu có chưa. Làm gì có tiền mà đi. Kinh tế chưa cho phép. Kinh tế chưa cho phép. Thằng Đạt ở đấy rồi, thằng Đạt tưởng từ ngoài 16. Thôi Đạt đang ngoài đó. Thằng Đạt nó ra từ 16. Có thằng Đạt thằng này, còn đâu em chỉ về quê em 20 tháng 11 hôm đấy thôi. Xong 19 em ra rồi. Đông Hà Quảng Thụy là quê của Đạt đó. Người con gái miền Trung. Võ Thu Thủy, Đông Hà quê em đó. Chuẩn bị được đi ăn bánh canh cá. Bà Kiến dạo này về toàn nói tiếng Nghệ An mà đang nó đang thi. Nó đang thi. Thi đấu trong lớp xem đứa nào nói tiếng Huế. Đây bà gọi Ngọc Lan. À bà con Phương Lan chuẩn bị sắp cưới. Ôi chú choa mà ơi. Con nói như vậy đúng chưa cố. Chú choa mà ơi. Bà Lan chứ. Cháu nói nhẹ hơn chứ. Chú choa mà ơi. Cùi vãi cả đái. Con Kiến. Anh về đây phải chuẩn bị đặt áo dài ngay. Nhớ đặt chị cái áo trắng đó nha. Vâng, em đã em đặt rồi. Em đặt sẵn rồi. Mũ nhà em bán cổ. Chị nào có ra ngoài Hà Nội là có áo đó. Đúng rồi, ra được có áo đó đó. Em đặt nhiều cái đó, nó đặc biệt. Em đặt nó đặc biệt lắm chị ạ. Là em ơi, làm bộ. Chị hàng Hà ấy, là thích mặc mới đó em. Nếu mà em chị Hà mà mua mở hàng như là cực kỳ hên. Chị Hà là cái vía gọi là lồn nhẹ tanh đó. Vâng, Kiến đi theo ba về bên nội ạ. Bởi vì là em có mấy đứa em mà vào. Mà tối nay chúng nó về rồi. Nên là em đưa các em đi uống cà phê. Chị Hà vía cực nhẹ, riêng chị Hà cả chị mua. Là vía cực nhẹ. Cười chết. Đặt vé đi. Mở đây. Em like nha, không bị Vietjet đâu nha má. Báo lại ạ. Cả đời không đi Vietjet. Đúng rồi đó. Trừ Vietjet đi, lòng sợ với dạ. Dạ mẹ em không đi Vietjet. Đúng không? Cái đợt đấy là nó đi lấy cho. Thật ra là mình có cái tính thời trang của mình ấy, mình biết là cái đồ nữ này nó cần thiết phối với cái đồ nam. Rất đẹp. Thế là đấy. Đấy cái đầm. Đầy đủ nè, cái đấy đi luôn. Thôi đi. Đi cho mà nó đi chơi. Xong rồi mình áo dài thì phải đi là đi quốc à? Đi quốc mà phải hay là như nào? Áo dài đi dép giống vậy cũng được nè. Đi giày để thao cho cung chất. Đúng rồi, giày thao cung chất. Em thấy gì giày? Em nhiều giày nhưng mà em định đi giày cao gót đây này. Ui trời 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 trời. Ô má con em gái. Chịu luôn. Đây cả nhà, ồ cả nhà. Đây, em định đi cao gót. Đó, mày đặt tôi này đi rồi chị mượn chị đi cùng là vừa đẹp. Đấy. Cao như này. Ê không ơi. Chị định mua à chị? Chị định mua luôn à chị? Thôi chị. Chị xinh. Cái gì? Em định ăn chế độ 16-8 giống chị. Chị đã ăn được 3 ngày bỏ rồi em. Giảm cân của chị là một kỳ tích. Giảm cân với chị chỉ là đó là thôi. À thứ tư tuần sau học tiếng Anh này. Thôi rồi thôi thôi má ta nghe câu này từ năm. Nếu mà không được 16-8 thì... 650 cành, giảm còn 550 cành. Đó nữa. Mới về đấy, vừa đâu đấy. Nếu mà không được 16-8 thì chị 12-8 được, à 12-12 cũng được. Ê, tự dưng bà giống hot girl rồi bà. Bán tao cái. Ồ, má. Đem đi Hà Nội à? Ừ. Để kêu tụi chúng nó làm. Mai bật lên không? Tí nữa lên giờ nè. Ủa, làm gì? Đến ăn bún đậu này. À không, ăn chay. Đến làm bún đậu thôi. Dạ, bún đậu chay. Đi ăn chay đâu bà? Ăn chay, cho tụi nó đi ăn. Ăn đâu? Nó ăn năm 17, tụi nó thích ăn gì cho tụi nó ăn. Lâu rồi không dắt tụi nhỏ đi. Ú, là trời. Tao không ăn. Áo dài mà đeo cánh thiên thần đi cho người trước chưa ai làm thôi nhỉ? Chưa ai làm đeo áo dài cánh thiên thần đâu mẹ. Rồi nào, lập team. À, đi Huế nào. Chúng tôi có nhiều team nữa các bác. Chúng tôi bao gồm. Như vũ.
phải vòng thôi má. Nó bảo nó không có tiền, mình cứ đi Hà Nội. Chưa chắc là em đã có tiền kịp, em chưa đi đâu. Chứ không sao người ta đi. Tới đó không chừng là em có tiền thì em nứng lên giật mầm, em đặt với mấy ba em ra. Thế đấy. Má có ba ngày. Hứa trước là thì mà tới ngày lại tiền về không kịp thì không đi là lại mất. Mất hứa. Rồi chúng tôi gồm có như Vũ Bảy Bồng. Donald Nguyễn hả? Vũ như em mập ra đúng không? Em á. Rồi em thời với chị hồi sáng bà đi chạy bộ. Ok nào. Ngọc Hương inbox chị đi. Chắc gì chị ạ? Chị thấy em mập. Đạt kiểm tra vé. Cho bộ tốt rồi nhá. À kiểm tra vé ngày ơ nhưng vẫn mập vẫn ok đúng không chị? Sáng của ngày 20. À sáng của ngày 18 này. Tớ đéo nhìn thấy cái gì đấy? Cái gì 18? 18. Chụp tiếng đéo gì đấy nhìn miếng. Nó chị sẽ đi chuyến 8 giờ sáng. VN208. Về ngày 21. VN251. Đây, đi Hà Nội mùa này là ăn nó ngon. Ơ khoái cái đường mà người ta bắn hoa ấy chị. Đấy, đấy xe đạp bắn hoa đấy. Tao chủ yếu đi tìm đi phải chụp ảnh. Có đèn chụp ảnh, có trang chung. Xiết ra đầu mắt con xe luôn. Tao thích VN 20 mấy. 204 là 5 giờ sáng bay đấy. Là 7. Đâu 208 con đi. Là 8 giờ sáng bay. Sài Gòn đi Hà Nội. Rồi thấy chưa? Rồi thấy chưa? Còn chuyến về VN 251 12 giờ. Chưa. Ngủ dậy mình ăn sáng xong rồi mình thông xong mình lên sân bay thôi. Tưởng Ngọc Minh. Đấy hôm nào mà chạy ở Hà Nội em sẽ rủ Tưởng Ngọc Minh với Mai Tuấn Anh chị ạ. Đúng rồi không? Trước tao bán Facebook rồi 3.950.000 rồi mẹ. Tao book cả tháng trước 3.950.000 rồi. Việt Nam Airlines dạo này vé rất mắc. Chị book 1 tháng. Tại vì bằng 4 nó mới đóng. Không phải, lúc nào được báo lỗ vậy đó. Em book một tháng mấy trước, một tháng rưỡi trước là 3.950.000 cả đi lẫn về. Mà bây giờ book sẵn thế này mà chỉ có 5 triệu mấy còn là rẻ rồi đấy con đĩ ạ. Hỏi ở này đi. Hỏi ở này không chịu bay Hà Nội giờ. Dạo này vé Việt Nam là cực mà. Cái gì? Vé Thái 30 mấy. Đi Thái Lan rẻ mà. Đắt hơn cái vé đi Thái Lan đấy. Đắt hơn vé Thái Lan. 5.1 triệu, cái này 51 sau 5 thành 5.2 triệu rồi. Đắt quá chị. Vé đi Hà Nội đây này. Chị Hà. Thì bây giờ mình thử book vé đi Huế xem nào, xem nhóm Huế xem nào. Không rồi đi Vietjet nha mấy mẹ. Vietjet là sợ tí gì. Ngày xưa tôi đi Vietjet là vì tôi đi từ thiện với thầy tôi hay đi Vietjet. Thật ra thì Vietjet nếu mà chị đi buổi sáng thì nó lại rất là bình thường. À nếu chị đi, nếu bây giờ chị book Vietjet. Ủa chứ kỳ mình đi đó em không nhớ hả? Đi ra đám cưới Hương Dung đó. Đó. Chị trời phải đi vào. Đi lễ từ ngày hôm nay. À không. Lúc em mùa mưa. Mưa bão với cả chuyến đi Huế bây giờ ít chuyến mà chị bay Hà Nội Sài Gòn. Em bay Hà Nội Sài Gòn đi Vietjet không bị sao. Đúng rồi. Em bay Vietjet Hà Nội Sài Gòn không bị sao cả. Không, Hà Nội Sài Gòn thì chị phải đi những cái chuyến sớm ấy. Nó không đúng giờ luôn. Một là chị đi chuyến sớm luôn. Chị sẽ một đón chuyến 6 giờ sáng. Chuyến sớm không bao giờ bị lệch giờ luôn chị ạ. Lúc nào chuyến sớm cũng không bao giờ lệch giờ. Ô mày ở Ninh Bình có giải chạy má ơi. Chạy khắp cả nước hả chị? 12 năm rồi giải chạy Ninh Bình. À mà Marathon Ninh Bình. Đúng rồi, hôm nay là ngày hội chạy cả nước rồi. Không phải, nhiều giải chạy. Bây giờ cái phong trào chạy bộ ấy nó rất là phát triển. 3.9 2 chiều. Đấy. Chuyến về của chị là mấy giờ? 12:15 chuyến đi. Giống chị 8:05. Được được, chị book chung. Chị bay vì thế đi. Lại sợ. Không, đi Việt Giang không liền. Không bao giờ delay. Không bao giờ delay, chị sẽ delay cái chuyến vào 10, 12 giờ. Đúng chuyến rồi. Chuyến 10 sáng không bao giờ delay. Chua chị luôn. Ờ, em khẳng định luôn với chị nó không delay. Bà không thích cái đi kiểu đấy, rủi ro đấy. Để được bằng hôm nay, xem nó đi, có bức tên không? Nhờ em.
Sao bên này của chị lại nhiều người comment hơn bên này? Nó bị ẩn comment bị đéo được. Em đi việc danh này em đã kinh nghiệm rồi. Nếu mà đi 6 giờ sáng hoặc là 21 giờ đêm là không bao giờ nghỉ danh. Ê cái hộp dầu cá kia mời bà để tủ mát. Tất cả thực phẩm chức năng chị để ngăn mát cho em. Chị để ngoài nóng lắm. Chị để trong ngăn mát ấy. Tất cả những cái dòng mà cái vỏ gọi là carotin à. Cái vỏ chất mà mềm mềm mọi gì là phải để ngăn mát. Trời đeo đi má. Má đi đâu đâu đeo. Đi Hà Nội rồi đó. Là book vé nè, book vé chuyến Huế đi nào con gì nữa. Ngày cưới ngày nào? Ngày cưới là ngày 30 tháng 12. Ôi dồi, ngày đấy cũng đắt đấy. Cái Tây. Mày ngu. Thế không phải là chúng mình đến con mẹ mày trước cái ngày Tết Tây, chúng mình chơi trước xong đến đám cưới mày xong. Khi chúng nó vào bọn tao về không? Mà bọn tao tính đúng rồi. Mình đi trước, sau mình đám cưới. Mình đi trước, sau đó là mình chơi ở đấy trước. Chơi ở Huế trước, sau đó chơi ở Huế xong đám cưới nhà mày xong. Là về Quảng Trị nhà mày xong. Là bọn tao đi từ Quảng Trị, bọn tao đi ra Đồng Hới, bọn tao mày về. Đi ra Đồng Hới rẻ hơn, đi mà về Quảng Bình. Đúng không? Vé tàu đi đi. Ờ. Vé tàu đi đi mấy ngày đấy. Trời mẹ nó đi chơi. Đi chơi mà ngắm đường. Đi tàu đi. Ngắm đường đúng rồi. Đi máy bay chán lắm. Đi tàu đi. Đi tàu sướng lắm. Đi tàu đi xem vé tàu ở đà. À vé tàu nó cũng ngang ngửa. Không, cái vấn đề là như mà được ngắm đường, ngắm đường. Đi tàu vui hơn. Đi tàu rồi lâu lắm không đi tàu. À hôm nào bà Tu không chịu bảo chứ. Lần sau tao vào thăm chúng mày mày book cho tao vé tàu Bắc Nam. Đi đâu? À 1 ngày rưỡi. Và nơi đi đi tàu một chiều đi máy bay một chiều à đúng rồi đi tàu ra đi tàu ra đúng rồi đi nếu đi tàu ra là ra tới từ tận Đông Hà luôn khỏi về đi xe là ga là vào đến vào ga Đông Hà ngày về thì về ngày 29 nhưng mà ngày ra mình tính ra ngày nào ý là ra ngày 29 30 là đám cưới đúng rồi. Mà còn báo ô môi nào ở Đông Hà cho ta đi chơi không? Hay bảo ô môi đi lịch cứ Úc hết rồi. Ô môi đi Úc rồi. Đấy, mất con mẹ cái cạ nhậu rồi. Riêng về chuyện book vé khách sạn tàu đường gặp đạt là chỉ có chuẩn thôi. Nhưng mà nó có mua dây ủng hộ chị không? Không cho anh bạn. Chào bạn chị. Có mấy dễ thương. Hôm qua nó bảo hôm kia cách đây 5 ngày nó nhắn với em. Thì cái thằng chồng của nó ấy mà ngoại tình ấy, nhớ năm ngoái năm kia không? Là làm cùng nhà hát với cái cặp mà bị vợ tát hai phát. Thế hả? Cũng là đó luôn hả? Cũng nhà hát luôn. Xong rồi nó bảo với em này. Tôi rất ân hận vì đã không làm theo lời bạn. Em mà ân hận cũng được. Vé tàu 1 triệu 120 ngàn. Kìa vé tàu. Đấy. Vé tàu đi. Đi vé tàu. Nếu mà đi nhà mình đi từ Sài Gòn ra là bao nhiêu người? 1-2-3 người. Bao nhiêu người? Ba đứa mình đi tàu. Ba chị em là nằm chung một khoang. Ừ. Tầng 2 là mấy được hơn không? Đi Huế thì. Vâng để em xem, em thử lại. Không, nếu như rủ thằng Ân đi á, thì thằng Ân sẽ đi từ Sài Gòn là 4 đứa một khoang tàu. Là vừa đẹp đánh bài luôn. Cái này về để xem, để từ bàn lại đã. Vé tàu vẫn còn đang rất nhiều. Nhưng mà nếu mà đi á, là đi 3 giờ chiều, 3 rưỡi chiều ngày 28. Và tới nơi là 3 giờ chiều ngày 29. Là tắm rửa nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm. Xong trưa mai lại đi ăn cưới, trả phòng. Xong lại vào Huế luôn. Tức là chơi trước là đêm đấy là về nhà em là đêm thanh niên này. Xong là ngày mai đêm là... thanh niên có nhiều trai đẹp à, các em ơi đêm thanh niên xong là tới ngày mai là tư mai là đám cưới ở nhà hàng này. Mẹ con Trần Trang nó đang ở đây được có được trả luôn phòng là đi thẳng thôi này. Ăn cưới xong là trả luôn phòng coi như là đấy. Trả hết kinh nghiệm cho bạn này. 20 tháng 11 của năm kia tôi đã chỉ bạn như thế nào. À 20 tháng 11 năm ngoái chứ có bảo đó rồi hả. 20 tháng 11 năm ngoái tôi đã bảo mày như thế nào. Sẽ đắp kèo lên kèo vạch mặt chúng nó thì chúng mày không nghe tao. Để cho chúng nó ngồi lên đầu lên cổ mình xong bây giờ hối hận. Thôi, coi như trả hết nghiệp, nghi khỏe. Ổn rồi. Trong 1 triệu, 1 triệu mốt. Yếu gì, sao? Đấy, 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 đấ
sẽ tính vé máy bay vào ngày vào. Ví dụ là chơi ngày 30 xong, chưa 30 ăn cưới nhà hàng xong thì là sẽ bay thẳng đi đi thẳng xe vào Huế. Vì ngay cái chỗ đấy là nó đón xe đi Huế. Thì vào tới Huế là ngày 30, là ngày mai lại là Tết Tây, thì mình sẽ chơi ngày 1, tối 2 mình bay về. Được. Check vé mùng 2 bay về Sài Gòn Hà Nội xem nào. Hôm nay ai về chót á? Ừ, người yêu mày. À, Như Vũ. Chị gái mày, Đạt Nguyễn. À, chưa biết câu chuyện à? Đạt Nguyễn và Như Vũ hôm nay là hân hạnh tài trợ chương trình ăn sáng uống cà phê miễn phí. Đi đi đi. Thanh Nguyên Quốc là ai vậy? Thanh Nguyên Quốc là một bà bóng Cần Thơ. Tiếng Anh gọi là số 1, thầy giáo dạy tiếng Anh Cần Thơ. À, thằng Vũ. Cái việc mà nó không thể về đích được nhanh hơn 7 vòng là trên đường chạy có quá nhiều chướng ngại vật. Sài Gòn bê đê muôn nơi, những đối tượng chạy trên đường băng đẹp, đít cong, lưng chữ V vạm vỡ, không hề hôi nách tí nào luôn. Gương mặt thì trắng ngồng, không vết thâm như tôi. Thằng Vũ nó không thể về đích được các bạn ạ. Còn thằng Đạt thì ngay từ ban đầu nó bảo rằng là em đã chuẩn bị tiền để mời mọi người ăn sáng. Bọn nó cho em số Zalo luôn. Em chỉ bảo là Facebook nhà Như Vũ có dấu cái đó. Em chỉ dùng Zalo thôi. Em biết Zalo anh nha. Bà chạy qua mặt của hàng đó kia là bà đứng mà như dưới. Chắc là lộ rồi. Lộ rồi. Em rồi em muốn xẻo. Bà này thì bà đi cả lớp, cả lớp. Bởi vì thằng Đạt nó đã xác định từ đầu sẽ mời mọi người ăn sáng mà. Tại vì nó làm sao nó lấy được cái thây nó. À, bớt 10kg nhưng mà về là chiều 3 được Vietjet, còn lại chiều còn Vietnam Airlines thì là 2 triệu rưỡi. Thôi mình đi chỉ Vietjet 3 đi, Vietjet về chung sống chết có nhau. Thì mình cùng chung vận mệnh. Nào rồi bây giờ chưa không đi tẩy em nha, mày uống mẹ mà ly được khác đi, cho bố ly trà đá đi chứ Thắng ơi. Mày lâu lâu mày xuống mày ủng hộ chị uống 2 ly, mày uống 1 ly. Tại cái thằng này. Thôi làm ăn đi, chờ lít tâm đi, cũng chở thơm gâu. Ừ lít đúng rồi. Sữa đi hả? Không có sữa đâu, cho anh cái lít tông nào đấy thôi. Lít tông sơ chanh đi ha. Dạ. Vâng, đúng rồi. Thôi chị đừng có làm, chị ngồi chỗ là chúng em đi, chị đi mà. Đã, chị đi rồi biết chọc ai. Đâu, mà chị muốn là tí bây giờ mày tiếp chị 50 đó. Dạ. Tiếp 50 trả tiền ship thì mũ kêu gì nữa. Bà đấy xuống đây uống mấy cốc cà phê được chủ quán ủng hộ mua cái mũ. Đó, em gửi lịch trình vào đấy. Em hỏi Ân đi không? Để em hỏi kiếm bằng đi theo đây. Đồng chú tài, đồng bạc, đồng đủ bốn tay. Sao mà đứa nào thắng, đi mày đâu thắng được có tiền vé máy bay đi lại. Dạ vâng ạ. Tại vì nếu mình là bốn tay. Dạ. Bốn tay thì ngồi một khoang, lốc lại luôn, không ai vào phòng mình. Hiểu không? Không có lọt ngoài vô, mình yên tâm mình ngủ phè chi em ngủ. Lọt vào sẽ hiếp mày, lọt vào. Mày nhìn nhan sắc tao, nhan sắc mày đúng ai? Trời ơi, đi bảy bóng mất nết. Không, cái này thì không biết được đâu chị ạ. Nhưng mà thằng ấy chưa đi Huế bây giờ đi đẹp. Huế đẹp lắm. Đẹp lắm. Huế thích và đẹp lắm. Ê, cái câu chuyện là nhan sắc nó không ảnh hưởng gì đâu. À. Hôm em ở Pháp, đi lên tàu ở Pháp. Thế là cứ nghĩ là cái thằng đẹp trai nó ra nó xách đồ hộ nó còn giúp là vì là mấy cái bọn ở đó nó định xách đồ lên hôm nó đòi tiền công. Thì thằng Tây kia nó bảo không để nó xách lên cho. Nó đi ngồi cùng. Thế là đầu tiên em nghĩ là đi cùng em gái sinh. Em đi cùng em ruột em gái sinh là tôi em gái bà. Ừ tưởng thế ai ngờ đâu là bởi vì tôi bà. Là bà chứ. Vô toilet trên tàu luôn. Không ai làm thế. Không. Chỉ, mình bóng châu Á về kín đáo em. Trước rồi mình kín đáo. Bóng châu Á kín đáo. À. Hồi sáng cũng có đất đi vậy đó chị. Đi ngang ở từ đó mấy năm công an đó chị. Đó, được đi cái tướng hả? Bảnh hả, đi tướng bảnh là đâu bây giờ nhìn xuống đôi dài. Ý mới thế nữa mà nó dài màu hồng. Đi sao tôi ngồi tôi thấy hết trơn tôi cười. Tôi muốn xỉu tôi chạy muốn không nổi luôn. Ồ má. Cảm ơn em. Rồi sẵn cho đi, nãy nó đi cần. Uống nước dữ lắm em ơi. Nói chung là bọn tôi thuộc cái team mà. Ví dụ đi chơi mà check trước từ một tháng này, vé đi lại mấy triệu ạ. Tôi đi kiểu nào cũng được, giờ nào tôi đi được, giật mòng đi được.
Ồ, người ta nói đi chơi được vui lắm. Không gì sướng bằng đi chơi nha mấy bạn. Cái gì hả? Chua quá. Sao chanh nó để? Chỉ cho thêm đường rồi. Mà thằng chanh nó chanh cái ống hút của má nó chua lẹ. Thôi chị hại em. Chị hại em. Đúng rồi, là lăn từ trên vào cái cốc màu xanh đắng. Này, tay để này này là tự nách đen như mấy má. Dơ lên này mấy má. Rồi, nách phát sáng luôn. Không, tại vì chị không có lông lách nhiều. Dạ mẹ. Nách cái màu trắng. Con ẩm đi sinh nhật bên ba bên kia. Mấy con kia trẻ trẻ không mà. Không con này dám dơ nách lên hết trơn á. Mà chị nhà mình tự tin lắm má. Trong một bên cầm cái đèn lát má. Một bên cho quay phim cho tụi nó má. Nách. Bắt đầu tụi nó nói, trời ơi, sao nách trắng 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 bắp luôn. Trời ơi, đấy là ta đã bôi 7 năm nay rồi. Nói chung là cái gì phải dưỡng, bịt mẹ. Lông lách là không có nhé. Lông lách là cạo như cạo nhé. Ngày xưa nhổ thì nó lên cục rồi mấy bạn. Đúng rồi, ngày xưa nhổ lên cục rồi. Nhưng mà sau này chỉ cạo, chỉ không nhổ nữa. Nhổ là nó giống như là bị da gà vậy. Ờ đúng rồi, nó da gà. Chết rồi, ướt táo luôn rồi. Trời thần. Ê nhưng mà bà béo lên xinh thật đấy. Đéo hiểu sao ngày xưa bà cứ đi bậy đi giảm cân làm gì. Biết béo mà đẹp này. Em nói rồi, bây giờ em bán gì cho chị. Bây giờ chị xin chị đi cho em một vai đi. Vai quần chúng rồi giặt ủi ở đợi sen gì đó, cầm đồ gì đó. Con đi đây vẫn ước mơ trở thành số mít. Xin cho em một vai thôi cũng được. Con bữa nào mày đi theo tao, đi vô trong đó. Ê cái mặt mày cũng giống tá điền này. Mày cũng được đây mà. Mày đen như thế chả làm tá điền làm béo. Thế là có vai rồi. Có vai đúng rồi, nó đúng không chị? Nó đen như thế này, nó làm vai tá điền là đúng rồi. Mấy má ở trên đây không chừng chưa biết tá điền là cái gì nữa đó mấy má. Mấy má ở trên live stream mà không chừng mấy má biết tá điền là không má người ta biết má. Biết không? Fan tao là người già nếu có xì tin. Ngày 2 tháng 15 năm để theo cùng mọi người đi vào nghĩa chơi. Mày đi đâu? Vì cả nhà đi tự không, vì cả nhà em sẽ phải ăn của mình. Ngày 2 tháng 15 cho hai bên đây đi nè. Thôi mình ăn nhà nó luôn đi. Trời ơi, vậy chị là mình đi ăn tới 2 ngày. Bọn ta ăn luôn đấy, thôi mày mùng 3 đi chơi. Mùng 3 đi chơi. Ờ. Ủa sao mày không cho tụi tao ăn làm sao? Em mày không chơi tên à? Ờ. À, nó đo phong bì. Vậy là không lẽ ngày hôm đấy mà bạn hợp gia đình thì giờ tụi tôi đi tự đi ăn ngoài. Ừ, thôi mình đi ăn ngoài. Tôi tự đi ăn ngoài qua bữa sau bằng nghe không hợp gia đình thì bà dẫn tôi đi vô quế chơi. Không, không có nói chung mình thì chúng mình buồn. Đấy, đấy. Cho nên cái này là có cái khó nó đi. Cho nên là đám cưới nhà bà xong. Em muốn đi nhưng mà cái này vui mất lại phải nói trước rồi. Là nhà mày ăn trong Huế. Không. Nhà có mấy đứa ở Huế à? Nhà con đá đi ở Huế là nhất này. Nhưng mà đá đi sáng cuối sắp nó đấy. Bởi vì là có nhà không ra được ngoài Nghệ An của Thái Quốc đi vào đây nữa. Đức bên Nhật về nói không nhưng bây giờ là nó tội hết vào đấy. Đúng với cái ngày mùng 2 đấy cho nên là cũng là nào ấy. Không, thế thì phải tính khác. Ừ. Thế thì chúng ta sẽ tính chơi trước, còn kệ mẹ nó. Ừ. Nhà đám cưới xong chúng mình thích xách cái lồn về. Đúng rồi, ở đây. Mình sẽ tính là mình vào trong Huế chơi trước. Bây giờ là bay về Huế. Bay vào Huế sớm. Đi tàu. Xong đi tàu về. Đi tàu về. Đi tàu ra Huế. Đi tàu ra Huế, xong bay từ Huế về. Alo. Về Sài Gòn. Quên mất. Ừ, chị nghe này bé. Thôi thôi, còn bên em có con Xuân Hương make up đúng không? Đấy thì chị sang chị make up bên em đi, chị cho này. Thì cho chị quay buổi sáng đi. Ê, bây giờ quay ở trường quay nào? Room là ở đâu? À, có nghĩa là nhá, nhà chị đi quận 4. Sáng chị đưa con chị đi học ở quận 7. Tầm 7 rưỡi, tầm 8 giờ là chị có thể dịch chuyển đến chỗ quay hình. Để với các bạn nói chung là làm sao để cho chị quay xong ao tầm 15 giờ chiều. Các bạn em tính thế nào cũng được, từ 8 giờ đến 15 giờ chiều. Làm 15 giờ chiều chị ao để chị về đón con chị, hôm nay con chị nó học về 15 giờ. Nha. Mặc trang phục gì nó để chị biết chuẩn bị.
Ok. Mày bảo thằng Tiến đưa tao cụ Tín uống bia bao nhiêu cũng được, tao đi uống bia thôi. Kệ mày, em cứ bảo thằng Tín là chị Trang bảo mày, chị mày đưa bao nhiêu mà đéo đưa, tao yêu sầu. Tao yêu cầu trả vụ chuyện khác, lo gì. Ừ, ok. Ừ, ok, ok. Ok. Ông Dược Sĩ Tiến mời quay hình, quay show. Hỏi tao tiền, tao biết bao nhiêu. Mà cái câu mình không biết bao nhiêu mới khó trả nhé. Đây, đây, đúng rồi, đây, đúng. Đùa chứ, chị em trong nhà đưa bao nhiêu chỉ cho vào mồm uống rượu lần đéo. Cái dự giảm cân học tiếng Anh này, tại cầu lông là không rồi, chuẩn bị làm, chuẩn bị phát lại mấy đôi giày cầu lông mua mới tinh chưa đánh. Thôi chị ơi, chị nhìn eo cỡ này xong giảm cân, kệ đi. Thì mẹ tốn bao nhiêu tiền ăn nhậu nó mới lên được tương lai cân. Dạ Bình Dương. À tính chưa, tính không chưa? Ờ, nhưng đây là ngày 27. Sẽ đi tàu từ đây ra đến Huế là chiều ngày 2 giờ ngày 28. 2 giờ ngày 28 thì sẽ chơi ở Huế nguyên một ngày từ tháng 8 tới gần hết tháng 9. Thì chiều hôm 9 rồi. Là tháng sau đúng không? Tháng sau rồi đấy. Chiều 29. Tháng này tháng 11 đấy. Dạ thì tính coi, vì cái đợt đấy cũng là Tết Tây, chung biết gia đình mọi người ở đây có bận được gì không? Đó. 14 ngày 14 đúng không? 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ngày 31 sẽ là ngày 17. Thì chị đi thoải mái về 18 19 20. Có nghĩa từ ngày 14 chị vô đúng không? 14 này nè, ngày nào? 14 này là 1, sao mà 1? Là cứ 21 đúng không? Sau là cộng thêm 21 này. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sẽ là ngày 5 tháng 12. 1, 2, 3, 4, 5. Là ngày 26 đấy. 26 là vô lại phút đấy. Như thế thời gian ở Huế nó sẽ bị mất. À không, ngày mùng 5 thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ngày 26. Đó, cho nên nếu mà mình di chuyển, chị Hà vô thuốc buổi sáng là cả ngày à? Thì nếu buổi chiều đấy chị đưa được không? Không, từ ngày 27 đi. Để 27 đi, nhưng mà nếu 27 đi là chị đã mất một ngày trên tàu. Em có hiểu không? Phải tính luôn là bay đi thẳng từ Sài Gòn bay Hà Huế. Bay đi. Mọi người bay từ Sài Gòn vào Huế và xong xuôi. Thì mọi người đi tàu Đông Hà. Tại vì đám cưới nhà em là đám cưới ở Đông Hà. Đông Hà. Thế nên đi tàu từ thì Đông Hà sẽ đi đâu từ ăn cưới tại Đông Hà thôi. Và đi tàu từ Đông Hà về lại Sài Gòn. À. Mày trái hiểu. Đi máy bay từ đây ra Huế. Chính xác. Đúng không? Thì chuyến đi thì chị sẽ không bị mệt. Ừ. Bay thẳng ra Huế ăn trưa ngoài đấy. Sau đó là ngày 30 thì có phải là thằng này nó sẽ từ Đông Hà ra Huế. Thì nó sẽ ở ngoài, nó sẽ ở ngoài Huế chơi với chúng mình. Đúng. Chơi xong rồi chúng mình đi thẳng về Đông Hà nhà nó ăn đám cưới buổi đêm. Nhà nó nhà trại đêm thanh niên, nhà nhà nó đêm 29 xong 30 cưới nhà nó xong thì đưa dâu nhà nó đi ra Huế kệ nhà nó rồi là nhà nó đưa dâu ra Huế thì mình sẽ đi tàu từ đây về. Đúng không? Vừa 228 em đi ăn cưới nhà nữ ở Huế, em sẽ ở lại luôn. Đúng rồi. Chuẩn cưới 28 cưới nhà nữ ở. Đúng rồi. Thì bà có mời tụi tao qua đám cưới không? Nhà gái đâu có ăn. Nhà gái đâu có kiểu mời mâm nhà nam thôi chứ. Nhà gái người ta gọi là thôi thì mình booking một cái bàn bên cạnh. Nhà nào? Cái gì? Nhà hàng nào? Không, chưa biết. Người ta ăn cơm tại nhà thì mình gọi nhà hàng xóm. 28 chỉ tới là nếu đi như thế thì ha. Tới là đã 2 giờ chiều là xong đám cưới nhà nữ rồi. Ừ. Thế là em đã xe sẽ thả em lại đấy luôn. Đúng rồi. Và nhà em cứ về. Thì tới ngày tới đêm mai lại 29 là nào là mình sẽ đi từ Đông Hà ra từ Huế ra Đông Hà. Đúng rồi, thì mình sẽ bay 28 đúng không? Dạ đúng. Mình sẽ bay 28 đúng không? Đúng rồi, sáng vâng thật bọn chị. Không, mình nếu mà chỉ muốn như thế nếu muốn đúng rồi, thì bay sáng 28. Bay sáng sớm 28. Bay chuyến sáng sớm 28 để có một ngày chơi 28 đã. Còn rơi rớt gì thì là để sang ngày 29 chơi nốt. Rồi đi về, chuẩn chưa?
tính như thế gì. Cô thật sự luôn. Những con người ăn chơi mình có tổ chức. Đúng không? Sáng sớm 28 mình bay ra chuyện sớm nhất. Ngày 30 là nhà trai đi đón dâu vào Huế không? Đón sớm. Mấy giờ? Chắc là nếu mà đón như thế thì phải đi đón 5-4 giờ sáng. Đây, Vietnam Airlines 8:45 bay 10:10 tới Huế. Vé chỉ có 1.2 triệu. Được, chốt luôn. Đúng chị Minh? Kiểm tra xem cách đây 10 phút đưa đăng nhập Facebook em vậy. Thằng Vũ nó sẽ phải đi ngược ra Huế để nó bay về Hà Nội. Đúng rồi. Không phải tính đã tính lịch cho tất cả mọi người ở Sài Gòn. Còn xong đã rồi. Đúng rồi, chị đang tính vé của Vũ này. Vũ là Vũ sẽ bay vào Huế. Cái ngày gia đình em ăn uống tại Huế là ngày 31 à? 28. Ờ. 28 là ăn uống ở Huế. Xong là sáng 30 mới đi sớm vào để rước dâu ra. Nước sâu ra xong thì nhà nữ sẽ đi. Sẽ có một chuyến bamboo. À, sẽ có một chuyến 21:30 ngày 30 tháng 12. Đúng rồi, thì là Vũ sẽ đi chuyến đó. 21:30 thì Vũ sẽ, bọn mình lên tàu thì là Vũ sẽ đi vào Huế, vào sân bay Huế, Vũ bay về. Chuyến cuối cùng là 21:30, giá vé đang rẻ. Buổi sáng Vũ cũng sẽ bay từ Hà Nội bay vào Huế từ chuyến 8 giờ. Nhà em ăn 2 ngày à? Ừ. Ý là ăn tối ngày nào chỉ có ngày 30. Đây này, thằng Vũ total của nó nha. Bay 8:05 ngày 28 tháng 12. Nó đáp tại Huế là 9:15. Và nó sẽ về vào 21:30 ngày 30 tháng 12. Nó về lại Hà Nội là 22:45. Thì tổng vé của nó đang chỉ có 3.283.000. Còn nếu như ngày bây giờ mình tính nha, mình tính là nếu băng Sài Gòn cũng bay luôn thì kiểm tra luôn là băng Sài Gòn sẽ bay Sài Gòn Huế. Huế Sài Gòn. Đúng rồi. Không, Sài Gòn, Huế. Bay Sài Gòn Huế luôn. Tính luôn, nếu như mà cùng luôn thì mình sẽ bay cùng. Giá mềm hơn. Mình sẽ bay chuyến 8:45 à? 8:45 đúng. Rồi. Chuyến về nó sẽ có chuyến 21:05:30 này. À không, sẽ bay chuyến 22:15 hoặc 21:35. 21:25 đây rồi. Rồi, địt mà em giải loi luôn. 2629. Ơ. Ok chưa? Phải đi tàu. Khỏi đi tàu, chuẩn luôn. Đặt tin gì nữa? Đặt đi. Thì máy chỉ đang bấm thì chỉ đặt luôn đi. Rồi bấm nhá. Từ từ bà Trần Thị Trang. Làm lẹ. Địt mày nhanh luôn. Rẻ như cho. Làm sao để bấm được 333 tên, bấm đi. Lê thầy thích Lê Hoàng Khang mà. Đúng không? Mình có mày nhòm đi chuyến bay đi. Đấy. Xong rồi Vũ là rẻ luôn. Mình book giờ rẻ luôn. App Momo rẻ hơn kìa con đi. Đâu? Mọi người bảo app Momo rẻ hơn nữa chị. Không. Ở đây thì chúng ta có đạt booking. Trùng booking. Rồi chuyến 8:45 này. Ừ. Sáng mới đưa con đi học xong, vẫn thông xong. Ngày đó ngày thứ mấy mà đưa đi học? 28 là ngày thứ 6 chị. Đưa con đi học vẫn thông xong. Về nhà 6:30 đưa con đi học, 7 giờ nó ra đến trường. Là đi ra thẳng sân bay.
cho tài xế chờ ạ. Tài xế chủ chị Minh chờ ạ. Ở công tôi check in, tôi về nhà tôi đi xe ôm. 8:45, 28/12, 30/12 bay về 21:25. Chốt chưa? Thằng này 21:30 chuẩn chưa? Bốn đứa chúng mình đẹp luôn. Hai đi ở phòng, hai đi một phòng xong đẹp. Bà xem tới đó coi, bà cũng ngủ ngủ bạn theo. Thuế phí thôi chị ơi, chị coi là nghe 7, 8. Tôi đi vì hỏi chia 3 này. Thì không mà 2 chị nói chị 7 à? 2 sao chị đi với mày còn muốn cái gì nữa? Thì với cả hỏi chị này. Bà này mà cũng ghê gớm thật chứ. Lê Hoàng Kha. Dạ Lê Hoàng Kha mẹ. Đúng không? Đẹp luôn. Chả việc gì thì khổ sở. Lê Thị Minh Hà. Tên thật nữ tính, Lê Thị Minh Hà. Đây, chị em cần hỏi. Chắc đây chị em cắt món thầy đi. Thôi má bớt. À, đi Huế chơi. Đi Huế chơi em ạ. Đấy, đi chơi 20 tháng 11 là tính chuyện đi Huế luôn rồi. Dẹp mấy cái ly này con cô chú uống xong rồi nè, dẹp đi rồi đóng cửa mẹ đi mẹ không ngồi. Đây là kênh. Tao vậy mà, chị có cái thẻ của chị không? Thẻ đi con đi. Nói chụp hình dây lấy hình ảnh bằng băng bang đó bà, nhớ nhắc em nghe thôi quên. Bà lười bán thì để em bán ngộ. Trời. Bà chủ hầu chị cũng chạy. Ê chị ơi bị dây lên camera đây. Em xuống mua nhà bán cà phê rồi mascara với mắt nước. Ủa tôi thích chạy tôi điệu quá các bạn, điệu quá, điệu quá. Ủa chị cây dây. Ê xong trời thương em á, nhậu bụng to cỡ nào tay chân cỡ nhỏ. Tuyệt vời, tay chị Hà không thể nhỏ bằng tay em. Ủa đi mày cao hơn tao, mày đòi tao nhỏ hơn mày. Tay người lùn hơn em, còn tay nhỏ hơn em. Nhưng mà tay chị đô. Tay chị cơ. Anh Hà, anh Hà. Hồi đó mới biết là kiêu anh Hà không đó má. Đấy chị hơi bị xanh luôn đấy. Tí nữa tôi vào tôi quay gì rồi xem. Ủa ôi, đấy, mỡ đồ có rơi xuống đâu. Nó bị xanh.